nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nhớ xưa kỷ niệm nhớ về mẹ tôi, tháng năm cơ cực táo tần sớm khuya. Thương con mẹ chẳng quản gì, nắng mưa hôm sớm tàu tần. Chứ chàng ân tình nghĩa trọng với gia đình mẹ chẳng quán chi. Với con thơ mẹ thương yêu hết mực, từ suốt canh dài mẹ hát ru con. Rồi lại qua năm tháng dần trôi, tóc mẹ giờ bạc màu sương gió. Bóng trăng tròn nay đã dần trôi. Mẹ ơi con thơ nhỏ lệ, lòng đau tái tê nhìn mẹ, mong mẹ luôn khỏe mạnh. Vô thường chớ cướp mẹ đi, để con ở lại chịu nhiều đắng cay. Trần gian con biết đâu tìm, cầu Phật gia ơn chứng giám tâm nguyện. Sao cho nhiều mẹ cha ngày đêm chẳng quan bao điều khó khăn, tống đã pha xương vì con tháng năm nào vui. Biển sao đạp đền ơn sâu tình thắm như núi, con xin vì tạ ơn ngày thắm vào tim. Thay với tấm lòng chân thiện mỹ, đại thiếu một kiền liên gương sáng chẳng phai mờ. Xin đức thế tôn ở nơi xa về thành, có biết bao nhiêu người thế
môn tư tâm. Ở trong chúng tăng đàn có một vị pháp danh Mục Ly. Tu hành nhân lành ngày càng thêm lớn, phép thiên hiền bài tìm phương cứu mâu thần. Ở nơi thiên cung duyên trời, nào thấy rằng mẹ ở nơi đây. Thiên nhãn thông A Tỳ thì hơi người có hay lòng nào. A Bố, A Bố ơi cứu mẹ. Mẹ nơi chốn ấy đau thương, biết chăng con tìm tự thân. Mẹ, mẹ khi nhìn mẹ ngồi bàn trong, ôi đớn đau trong lòng con. Xa xưa mẹ trắng tinh phân trời, nay phải chiêu cưng hình, lòng con khởi đớn đau dương bao. Ôi biết phải làm gì, nơi A Tỳ cứu nguy mẹ tôi. Thánh đệ chạy đâu cho tha, nay lòng con khờ nguyện cầu ấm đức. Thế tôn hiền bài dùng xin đến lòng con khờ mới yên đường tu, con nay hắn thi tha lòng đem cơm này dâng lên mẹ nó. Ngờ đâu cơm trắng hoa thơm đớn đau nơi lòng của con. Quay về tìm gặp Như Lai cuối sân đứng phân tử. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cúi xin Đức Phật từ bi xót thương con thờ cứu độ mẫu thân. Như là
sông thân, đã ra đi nơi vinh hằng như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Cánh hoa sẽ rơi u buồn, nằm ngâm ngồi dưới mắt cây khô. Vậy nên ta phải quy yêu, hiến dâng trọn tấm lòng son. Xin đừng để sầu mẹ cha khi bước đi lệ nhỏ bờ mi. Lòng con xin nguyện khắc sâu ơn dày, làm sao trả được ơn sanh thành lớn lao hơn trời. Tình thương mà con đang có trong đời ấm mi, biết mấy hy sinh mẹ cha lo cho đàn con. Phải nên dùng bồi tinh hoa màu hoa đau đớn, quy thay ân này kinh dâng đóa hồng trong tim. Con nguyện kinh dâng hương hoa hiếu hạnh, làm quà du lan tặng hai đấng sanh thành. Muôn hoa đua nở chi bằng, làm người con phận tấn tình hơn quá. Lòng con sĩ Quỳnh Giang, Nhật Quốc, Tấn Quốc, Yuna Phương Nghi, Bảo Sơn, Ngọc Bích, Thành Tâm và các nghệ sĩ nhóm múa Nam Á đã gửi đến cho chúng ta liên khúc Một Kiền Liên rất cảm động và đầy ý nghĩa trong dịp Vu Lan này. Và kính thưa quý vị, một lần nữa khi nhắc lại về thích của bức Một Kiều Liên, chúng tôi những người nghệ sĩ cũng như là tất cả các anh chị em đã cùng tham gia trong chương trình nghệ thuật Phật và Mẹ cũng một lần nữa xin được dành tất cả những tình cảm thiêng liêng, xin được trân trọng gửi đến các đấng sinh thành, những người đang làm cha làm mẹ, và xin được kính chúc quý vị một mùa Vu Lan luôn an lành và thật nhiều hạnh phúc. Và có lẽ rằng đến thời điểm này chúng tôi cũng xin được công bố một tin vui đến với tất cả chúng ta, là chương trình nghệ thuật Phật và Mẹ đến thời điểm này đã quyên góp được số tiền ủng hộ từ tiền bán vé cũng như là tiền quyên góp ngay tại hội trường khán phòng của nhà hát Hòa Bình với số tiền lên đến là 444.809.000 đồng. Đó là số tiền từ sự đóng góp công đức của tất cả quý vị, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân. Và giờ đây chúng con cũng thành tâm cung thỉnh các bậc hòa thượng thượng tọa sẽ lên trao tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các văn nghệ sĩ đã cùng tham gia trong chương trình nghệ thuật Phật và Mẹ. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Phó Văn phòng 2 Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con cũng trân trọng được kính mời Đại đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam lên trao tặng hoa cho các chị em văn nghệ sĩ đã cùng tham dự và tham gia vào chương trình nghệ thuật Phật và Mẹ đêm nay. Trong chương trình đêm nay, và cũng xin được trân trọng kính chúc quý vị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và công việc sẽ luôn gặt hái được thật nhiều thành công, và kính chúc quý vị luôn an lành trong mùa lễ Vu Lan. Xin được trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị, Quỳnh Giang cũng xin được thông báo là sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ sắp xếp một ngày nào đó có thời gian sẽ cùng với các hòa thượng và thượng tọa, các đại đức sẽ đi đến để trao tiền cho máy ấm tiền đó nữa, thì chúng tôi sẽ đến bệnh viện Ung Bướu và bệnh viện Nhi Đồng, các bệnh nhân chạy thận,
để phát quà cho bệnh nhân. Một lần nữa xin cảm tạ công đức của tất cả quý vị đã đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc toàn thể quý vị sẽ có một cuộc sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang của Chúa Phật. Giờ này chị nghĩ rằng là chị sẽ diễn thành công là bởi vì sẽ có các ngài phù hộ cho, cộng với là tất cả những cái tấm lòng của anh em nghệ sĩ, chương trình sẽ thành công tốt đẹp. Mình là ca sĩ Bảo Sơn, mình cũng gắn bó với lại nhóm Tấm Quốc, Tấm Quốc, Phương Nghi, Quỳnh Giang trong chương trình diễn Phật ở các chùa và các chương trình từ thiện rất là nhiều. Thì Bảo Sơn thấy đây là một công việc rất là thiết thực, đi hát chùa. Ta có tìm hiểu thêm được cái giáo lý của Đức Phật để ta hiểu được sống tốt hơn, biết buông bỏ, hỷ xả và từ bi dị tha với nhau. Thì hy vọng rằng đây là một trong những tiếng chuông để đánh lên để cho tất cả các bạn trẻ chúng ta hãy sống yêu thương nhau và có hiếu có nghĩa như những lời Phật dạy. Dạ, em là Lê Thành Tâm, thì hôm nay tham gia chương trình Phật và Mẹ, chương trình kính mừng đại lễ Vu Lan và Nghi Quỷ Thị tại nhà hát Hòa Bình. Thì đến với chương trình này thì em cũng được may mắn nhận được cái vai là đóng vai Phật Thích Ca. Thì đây cũng là một cái nhân duyên. Em cũng mong là qua cái chương trình này thì mọi người có thể thấy được Đức Phật của chúng ta là một người mặc dù sống trong cung vàng địa ngọc nhưng vẫn xả thân để tìm ra cái ánh đạo, tìm ra cái đạo vàng để cứu giúp như nhân sinh. Từ đó mong mọi người luôn hướng tới cuộc sống chân thiện mỹ, sống hòa đồng với mọi người và thương yêu lẫn nhau hơn. Ngày hôm nay tuy rất là cực nhưng mà tất cả các anh em đều chung tay với lại Nhật Quốc và Trung Quốc làm một cái chương trình văn nghệ để mừng đại lễ Vu Lan. Hai anh em rất là vui và mong là tất cả quý vị Phật tử đến xem chương trình cũng sẽ ủng hộ giống như tất cả các anh chị em ca sĩ nghệ sĩ. Không biết là sau này cũng sẽ có những tiết mục tiếp theo, là mỗi năm đều có dịp Vu Lan về, đều có Phật và Mẹ 1, Phật và Mẹ 2, Phật và Mẹ 3 hay không?